Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Để chúng ta được tiếp tục tiến bước với Chúa và chúng ta được kết quả cho Ngài từ nay cho đến ngày mà Chúa Giêsu Ngài trở lại. Cảm ơn Chúa, buổi chiều hôm nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một cái chủ đề, đó là tránh xa tội bất hiếu. Thưa quý mài chị em, theo đạo lý của người Việt Nam chúng ta thì việc hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ, tôn quý ông bà và người thân trong gia đình, đó là bổn phận thiêng liêng của con cháu phải gìn giữ. Như là có một câu ca dao nói rằng là một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cho dẫu rằng cái câu này nó có cái từ đó là thờ mẹ kính cha, nhưng mà chúng ta hiểu được tấm lòng của người Việt chúng ta, đó là muốn cho con cháu luôn luôn có một cái chữ hiếu thảo đối với cha mẹ của mình. Cho nên một khi được kể là thiêng liêng thì cái việc tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ trở thành một mối quan hệ tình cảm máu thịt, một chu kỳ thương yêu kháng khích cần được nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điều quan trọng ở trong sự hiếu thảo đối với cha mẹ đó là chúng ta phải thể hiện làm sao và thể hiện như thế nào để đẹp lòng cha mẹ của chúng ta thì vẫn luôn là một cái sự trăn trở đối với là những người còn cha còn mẹ. Và đôi khi đây cũng là một cái sự hối tiếc và ân hận trong những trường hợp mà cha mẹ đã không còn ở trên đất này nữa. Ở trong 10 điều răn thì điều răn thứ 5 Chúa Ngài đã phán thế này. Sách Ký đoạn số 20 câu số 12 chép rằng: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Vậy thì chúng ta thấy rằng là chữ hiếu ở trong Cơ Đốc giáo là một điều rất là thiết thực và rất là quan trọng, thưa quý bà chị em. Bởi vì Đức Chúa Trời quan tâm đến sự hiếu thảo của những con cái của Ngài. Ngài muốn cho chúng ta là những người tin Chúa cần phải có một sự hiếu kính cha mẹ chúng ta. Không giống như là những quan niệm sai trật cho rằng là người tin lành chúng ta là những người bất hiếu, những người bỏ ông bỏ bà, chúng ta không có thờ phụng tổ tiên, rồi chúng ta không có đốt nhang, chúng ta không có cúng kiến giống như là những người ở trong thế gian này, rồi chúng ta bị quy chụp rằng là chúng ta là những người bất hiếu với ông bà cha mẹ tổ tiên. Nhưng thật ra thì như tôi đã nói hồi nãy, đó là cái sự thể hiện của chúng ta ở trong chữ hiếu, và chúng ta thể hiện như thế nào để chúng ta làm tròn chữ hiếu ở trước mặt Đức Chúa Trời, đó là điều quan trọng. Và tùy theo cái tín ngưỡng của con người chúng ta mà chúng ta có một cái sự bày tỏ lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta. Đối với là những người bên những đạo khác, những tôn giáo khác thì họ có thể dùng nhang đèn hoặc là sự cúng kiến cho ông bà tổ tiên của họ trong những cái ngày giỗ hoặc là trong những cái ngày vu lan báo hiếu. Nhưng mà đối với là người tin lành chúng ta thì chúng ta không bày tỏ sự hiếu thảo với cha mẹ sau khi mà cha mẹ của chúng ta đã không còn nữa. Nhưng mà chúng ta có thể bày tỏ sự hiếu thảo với cha mẹ của chúng ta đang khi cha mẹ của chúng ta họ vẫn còn đang sống ở trên đất này. Và khi mà đã chết rồi thì chúng ta không thể để chúng ta tiếp tục bày tỏ cái sự hiếu thảo của chúng ta với cha mẹ của chúng ta. Có người nói rằng là sống thì không cho ăn mà chết thì làm văn tế rồi. Có những người khi cha mẹ còn sống không cho một đồng nào để ăn uống phụng dưỡng cho tròn chữ hiếu. Nhưng mà đến khi cha mẹ nhắm mắt tắt hơi qua đời rồi, bắt đầu bày ra mâm cao cổ trọng, rồi cúng cái này, rồi cúng con này con kia để cho cha mẹ ăn. Nhưng mà lúc đó thì cha mẹ đã không còn nữa để mà ăn, thưa quý bà chị em. Vậy thì cái sự cúng kiến của con người chúng ta thật sự nó chỉ là cho ruồi muỗi nó ăn thôi, chứ không phải con người nào ăn được cả. Cho nên buổi chiều nay tôi chia sẻ những cái điều này để cho chúng ta thấy rằng là người tin lành chúng ta cũng cần phải giữ chữ hiếu để chúng ta không mang tiếng xấu cho Đức Chúa Trời của chúng ta, và cũng như là chính bản thân của chúng ta cũng sẽ là những người được phước. Bởi vì ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 chữ câu thứ 3 thì sứ đồ Phao-lô ông nói thế này về cái phước hạnh của một người biết hiếu thảo cha mẹ của mình: hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Cảm ơn Chúa, ở đây sứ đồ Phao-lô ông đã một lần nữa nhắc lại điều răn thứ 5. Ông nói rằng là tất cả chúng ta hãy tôn kính cha mẹ chúng ta, bởi vì đó là điều răn thứ nhất và là đầu tiên có lời hứa nối theo điều răn đó. Trong 10 điều răn thì chúng ta không thấy điều răn nào nói rằng là chúng ta phải thế này thì chúng ta sẽ được phước. Nhưng mà đến điều răn thứ 5 thì Chúa nói rằng là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và được sống lâu. Thưa quý bà chị em, đây là điều răn vô cùng đặc biệt và quan trọng.
Như vậy thì nếu chúng ta muốn được phước và được sống lâu trên đất này thì chúng ta cần phải hiếu kính cha mẹ của chúng ta. Cái từ hiếu kính cha mẹ nó là cái từ honor your parents. Honor tức là tôn kính, hay là chúng ta cần phải có bày tỏ ra một cái sự kính trọng đối với họ. Vậy thì cái sự hiếu thảo nó là một cái sự bày tỏ ra cái sự tôn kính, thưa quý mà chị em. Nó xuất phát từ trong cái thái độ của tấm lòng chúng ta. Khi biết rằng là chính Đức Chúa Trời là Đấng đã thiết lập họ làm người cha, người mẹ, là người phụng dưỡng chúng ta. Chúng ta không có quyền để chọn lựa cha mẹ cho chính mình. Chúng ta có thể chọn lựa những cái điều gì ở trong hiện tại của chúng ta, như là quần áo, cơm ăn, áo mặc, công ăn, việc làm và tất cả mọi thứ cho đời sống của chúng ta. Nhưng mà riêng đối với việc chọn cha mẹ thì chúng ta không có quyền để chọn cha mẹ cho mình, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta có quyền chọn lựa cha mẹ của mình thì có lẽ chúng ta sẽ chọn những người cha, người mẹ giàu có, hoặc là họ là những người nổi tiếng để chúng ta được nhờ chứ. Nhưng mà đằng này thì chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời Ngài có cái quyền của Ngài để đặt để chúng ta vào trong bất cứ một người cha, người mẹ nào ở trên đất này để chúng ta được nuôi dưỡng và được lớn lên. Do đó là bổn phận của con cháu, chúng ta cần phải hiếu kính với cha mẹ của chúng ta là những người bề trên đối với chúng ta. Nhưng mà có một cái nghịch lý, có một cái bi kịch mà xảy ra ngày hôm nay rất là nhiều. Đó là bởi vì có những người cha, người mẹ họ đã không có làm tròn cái trách nhiệm và bổn phận của họ. Họ dạy dỗ con cái không đúng đắn theo lời của Chúa. Cho nên có nhiều đứa con nó đã bị tổn thương, bị vấp phạm bởi chính cha mẹ của chúng. Và lời của Chúa cũng nói ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4 rằng: hỡi người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Có những khi đứa con nó cần được sự quan tâm, thăm hỏi và có sự khích lệ từ cha của mình. Nhưng mà những người cha đó đã không biết và không hiểu được cho con của mình, và vô hình chung làm cho con của mình bị tổn thương và bị xúc phạm nhiều hơn. Và thế là có những đứa con nó nổi loạn. Dẫu vậy thưa quý bà chị em, chúng ta là những người làm con, xin quý bà chị em hãy lưu ý điều này. Đó là chúng ta hãy tuyệt đối đừng bao giờ rủa cha, rủa mẹ của chúng ta. Đừng bao giờ chúng ta có một cái thái độ không tôn kính đối với lại cha mẹ của mình. Bởi vì điều đó nó sẽ đi nghịch lại với lời của Chúa và chúng ta sẽ là những người bị rủa xả. Có một câu chuyện kể về một gia đình nọ. Là một gia đình được phước của Chúa, là một gia đình tin kính, đầy ơn của Chúa. Nhưng mà khi mà Chúa ban phước cho gia đình đó thì trong vòng những đứa con, có đứa thì được phước, có đứa bị rủa xả chỉ vì cớ thái độ của chúng đối với lại cha mẹ của chúng. Chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn số 9 câu 20 cho đến câu số 27 như thế này: Và Noe khởi cày đất và trồng nho, người uống rượu say rồi lõa thể ở giữa trại mình. Cham là cha Canaan thấy sự trần truồng của cha thì ra ngoài thuật lại cùng hai anh em mình. Nhưng Sem và Gia-phết đều lấy áo choàng vắt trên vai mình, đi thục lui đến đắp khuất thân cho cha. Và bởi họ xây mặt qua phía khác nên chẳng thấy sự trần truồng của cha chút nào. Khi Noe tỉnh rượu rồi hay được điều con thứ hai đã làm cho mình, bèn nói rằng Canaan đáng rủa xả, nó sẽ làm mọi cho các tôi tớ của anh em nó. Người lại nói rằng: đáng ngợi khen Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Sem thầy, Canaan phải làm tôi cho họ. Cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng đất cho Gia-phết, cho người ở nơi trại của Sem, còn Canaan phải làm tôi của họ. Thưa quý bà chị em, với câu chuyện này chúng ta thấy rằng là trong gia đình của Noe là một gia đình tin kính và được ơn trước mặt Chúa. Noe đã được Chúa Ngài kêu gọi để đóng một con tàu, rồi sau đó nhờ con tàu đó cả gia đình được cứu, và Chúa Ngài muốn cho dòng dõi là người từ gia đình của Noe được tiếp tục sản sinh trên đất này. Và Chúa đã ban phước cho Noe như thế này ở trong đoạn 9, Sáng Thế Ký đoạn 9 câu số 8 và câu số 9. Đức Chúa Trời cũng phán của Noe và các con trai người rằng: con phần ta đây, ta lập giới của các ngươi cùng dòng dõi ngươi và cùng một vật sống ở bên người. Vậy thì chúng ta thấy rằng là Chúa Ngài đã lập giao ước với lại Noe và gia đình của Noe, và Chúa đã ban phước cho họ. Ở trong câu 7 nói rằng: các ngươi hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy trên một đất. Vậy thì các con của Noe là những người được phước, đúng không ạ? Nhưng mà đến cái câu số 20 thì một ngày nọ Noe ông đã say xỉn. Và chúng ta không hiểu được là lý do tại sao, chính xác tại sao mà Noe lại xỉn quá cần câu. Và ông không còn làm chủ được bản thân của mình. Ông nằm phơi thân trần truồng lõa lồ ngay giữa trại.
Và lúc bấy giờ thì cha là cha của Canaan thấy cái sự trần truồng của cha như vậy, thì Kinh Thánh nói rằng là ông ra ngoài thuật lại cùng hai anh em của mình. Và khi mà ông thuật lại như vậy thì hai anh em kia nghe như vậy thì ngay lập tức họ lấy áo choàng để vắt trên vai mình đi thụt lui đến đắp khuất thân cho cha. Tức là họ không dám nhìn vào trong cái sự lõa lồ của cha mình, nhưng mà đi thụt lùi về và đắp lại cho cha của mình. Có một số nhà giải kinh họ đã nghiên cứu từ liệu từ cổ của Hebrew và họ nói rằng là Cham không phải chỉ là nói bình thường mà thôi, nhưng mà Cham đang nói ở trong cái sự chế giễu và coi thường, nói trong cái sự gọi là nhạo báng cái sự sai trật của cha mình. Và điều đó đã khiến cho Noe sau khi tỉnh rượu đó hay được, và Noe đã rủa Canaan chính là Cham thừa quyền mài cha. Không phải tự nhiên mà nói là bị rủa xả đâu, nhưng mà nói ở trong thái độ thế nào. Và đây chính là một cái bài học mà Chúa đặt để cho những đứa con ở trong gia đình của Ngài. Đôi khi cái sự sai trật, cái sự vấp ngã của người cha lại chính là cái bài thử nghiệm cho cái sự vâng phục của những người con. Ở chúng ta nói, ô sao lạ vậy? Chúng ta nhớ cái câu chuyện của Adam và Eva không? Cái cây biết điều thiện điều ác đó quý vị. Ở Chúa nói là sao? Các ngươi không được đụng đến nha. Đụng đến thì chết đó. Có nhiều người nói, ô tại sao Chúa lại chơi kỳ vậy? Biết nó chết mà để đó. Nhưng mà Chúa thử xem con lòng của chúng ta như thế nào, đúng không ạ? Đụng với cái cây tội lỗi đó là ăn vào là sẽ bị phạm tội và chết. Nhưng con người chúng ta không nghe. Đó là cái bài thử luyện đầu tiên, con người chúng ta thất bại. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong gia đình của Noe, Cham cũng đã thất bại bởi vì có cái bài thử nghiệm này. Chúa nói rằng là phải tôn kính cha mẹ. Nhưng mà cái sự sai trật của Noe chính là một cái bài thử nghiệm cho cái lòng hiếu thảo của Cham. Và rõ ràng Cham đã thất bại, nhưng mà Sem và Japheth thì lại thành công. Họ được phước đúng không ạ? Noe đã nói câu 25 như thế này: Canaan đáng rủa xả, nó sẽ làm mọi cho các tôi tớ của anh em nó. Người lại nói rằng là đáng ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời của Sem thay Canaan phải làm tôi cho họ. Cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng đất cho Japheth cho người ở nơi trại của Sem, còn Canaan phải làm tôi cho họ. Ở trong Châm Ngôn đoạn 30 câu 11 chép rằng là có một dòng dõi rủa xả cha mình cũng không chúc phước cho mẹ mình. Quý vị biết rằng là nếu mà chúng ta đọc tiếp ở trong đoạn số 10, đoạn số 11 của Sáng Thế Ký, hai đoạn này chúng ta sẽ thấy rằng là dòng dõi của Cham là những ai? Dòng dõi của Cham đó chính là Ba Bên. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 10 câu 10, nước người sơ lập là Ba Bên. Rồi gì nữa ạ? Rồi Cham á, Cham tức là Canaan đã sanh ra những người con như là Amorit nè, Jebusit, Girgashit, Hevit. Đây là những giống dân mà sau này dân Israel họ diệt hết ở trong xứ Canaan. Ba Bên sau đó được lập lên, lúc ban đầu thì rất là hoành tráng, nhưng mà sau này cũng bị sụp đổ và bị tan lạc hết. Rồi chúng ta đọc tiếp ở trong câu số 19, chúng thấy rằng là địa phận Canaan về hướng Gera chạy từ Sidon tới Gaza, về hướng Sodom Gomorrah. Như vậy thì Sodom Gomorrah cũng là dòng dõi của Cham, tức là dòng dõi của Canaan, là dòng dõi bị rủa xả. Quý vị thấy không? Chỉ cần một người phạm tội thôi thì dòng dõi con cháu người đó trở thành những người bị rủa xả. Trong ngôn đoạn 20 câu 20 chép rằng là ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tối tăm mờ mịt. Phục truyền lời Lời Ký đoạn 27 câu 16 chép rằng là đáng rủa xả thay người nào khinh bỉ cha mẹ mình, cả dân sự phải đáp Amen. Có thể chúng ta nói đây, ô sao mục sư luật pháp quá. Nhưng quý vị ơi, chúng ta biết rằng là luật pháp của Môi-se chỉ thay đổi sau Chúa Giê-xu, đó là luật về sự thờ phượng và những nghi lễ thôi. Nhưng mà về những cái luật đạo đức đó quý vị, vẫn còn giá trị ở trong thuộc linh. Chứ không phải rằng là Chúa Giê-xu ngày quỷ phá luật pháp rồi, bây giờ chúng ta muốn sống bất kính rồi, chúng ta muốn đối xử với cha mẹ mình như thế nào cũng được. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta cần phải cẩn thận ở trong tư tưởng và lời nói của chúng ta đối với lại cha mẹ là những đấng sinh thành trên mình. Ở trong tuần vừa rồi thì ở Việt Nam của chúng ta đã bị chấn động bởi vì cái một vụ án mà liên quan đến Chư Hiếu. Đó là ngày 4 tháng 11, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố một vụ án giết người xảy ra tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, Yên Mỹ. Khởi tố đối với lại ba người con gái đã mang một can xăng đốt nhà mẹ đẻ của mình. Và do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, cho nên là lúc 9 giờ sáng, 9 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 10, ba người con gái của bà Vũ Thị Đều
sinh năm 1961 ở xã Trung Hòa, tỉnh Hưng Yên đã mang theo một can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đều và đốt. Và hậu quả đó là khiến cho 4 người, tức là 3 người gái này và chính bà đó bị phỏng nặng. Và dư luận đã rất là bức xúc bởi vì cớ 3 người con gái này đã đốt nhà của chính mẹ đẻ của mình. Nguyên nhân đó là bởi vì cớ người mẹ này thương đứa con trai hơn và muốn nhường cái phần đất mặt tiền đường á cho đứa con trai út đó. Còn 3 người con gái còn lại chỉ cho đất và nhà ở trong hẻm mà thôi. Và thế là cái cớ sự nó xảy ra do cái lòng tham của 3 người con gái. Và 3 người gái này không có thỏa lòng với cái quyết định của mẹ, không cảm thấy là vui chút nào khi mà thấy mẹ mình cho hết cái phần ngon nhất ở phía trước mặt tiền như vậy. Và thế là 3 người gái này đã quyết định để đốt nhà và đốt luôn cả mẹ của mình. Và dư luận đã rất là dậy sóng bởi vì cái điều này, thưa quý mài chè. Và báo chí cũng nói rằng là đối với lại cái truyền thống của người ở đông thì chúng ta không bao giờ chấp nhận được cái điều này, cho dù ở bất cứ một lý do như thế nào chăng nữa. Bởi vì cha mẹ có quyền để mà cho con của mình cái phần nào đó là quyền của họ. Còn con cái nếu mà rủa xả đánh đập cha mẹ hoặc là tìm cách để giết cha mẹ thì đó là cái chuyện không có một văn hóa, một cái truyền thống của một quốc gia nào có thể chấp nhận được, thưa quý mài chè. Và tôi thiết nghĩ rằng là con cái Chúa, chúng ta càng phải sống hiếu thảo và bày tỏ ra sự sáng của Chúa cho những người hư mất, họ biết được rằng là tinh lành của chúng ta là những người có chữ hiếu và hiếu thảo với cha mẹ tốt như thế nào. Amen không anh chị em? Chúng ta cần phải hiếu thảo với cha mẹ của chúng ta đáng khi mà cha mẹ của chúng ta còn sống, chứ đừng để đến khi mà họ đã qua đời rồi, họ về với Chúa rồi mà chúng ta còn áy náy rồi chúng ta cúng cái này cái kia thì ông bà chúng ta cũng không thể nào có thể hưởng được những điều đó. Ngày nay người ta thường nghĩ đến việc ngày lễ Vu Lan như là một thời điểm để báo hiếu với người chết chứ không phải là báo hiếu đối với người sống. Và nhiều thức thờ cúng rước đèn để bày tỏ lòng tri ân với người quá cố, nhưng rất ít những lời khuyên về việc con cái nên đối xử tốt với cha mẹ khi còn sống như thế nào. Vì sao vậy? Nguyên nhân chính có lẽ là từ chữ lợi mà ra. Thứ nhất, lo cho người chết rẻ hơn cho người sống. Thứ hai, đó là cha mẹ đã chết có thể phù hộ cho mình, còn cha mẹ sống thì đôi khi là báo hại cho mình. Và thứ ba, cúng bái cho cha mẹ thì đỡ cực hơn là chăm sóc cho cha mẹ khi cha mẹ già yếu. Đây là lý do tại sao mà người ta lại tìm cách để báo hiếu ở trong ngày lễ Vu Lan. Và chúng ta thấy rằng là ngay cả khi mà cha mẹ đã chết rồi, để cho đỡ căng rứt lương tâm đối với người ta tìm cách để thờ cúng. Nhưng mà điều đó cũng chỉ là vô ích trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi, quý mài chè. Cho nên là con cái Chúa, chúng ta hãy luôn luôn tôn kính cha mẹ của chúng ta, báo hiếu với cha mẹ của chúng ta đáng khi mà cha mẹ của chúng ta còn sống, để chúng ta sẽ là những người được phước của Chúa, giống như Sem và Gia-phết ở trong câu chuyện này, quý mài chè. Và có học giả Kinh Thánh nói rằng là Sem và Gia-phết tức là tổ phụ của người châu Âu, tức là người da trắng đó quý vị. Còn Canaan, tức là Cham đó, là tổ phụ của người châu Phi và cái người Canaan ở tại xứ Canaan ngày xưa trước khi mà dân Israel họ vào đó lập nghiệp. Vậy thì chúng thấy rằng là cái phước của Chúa nó sẽ đến một cách rất là tự nhiên khi mà chúng ta sống một cách đúng đắn và ngay thẳng ở trước mặt Chúa. Jeremy đoạn 32 câu 18 chép rằng là Ngài tỏ sự thương xót ra cho muôn vàng, báo trả sự gian ác ông cha và mình con cháu nói sao. Ngài là Đức Chúa Trời lớn, là đấng toàn năng, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Và Đức Chúa Trời Ngài có thể báo ứng nhãn tiền cho những ai bất hiếu với cha mẹ của mình. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 7 câu 9 trên câu 10 chép rằng: Vậy nên phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. Và Ngài báo ứng nhãn tiền cho những kẻ ghét Ngài mà hủy diệt chúng nó đi. Ngài không trì hoãn cùng kẻ nào ghét Ngài đâu, sẽ báo ứng nhãn tiền cho kẻ đó. Ở tại khu vực Bùng Binh, Trảng Bàng, Tây Ninh thì trước đây có một gia đình, họ khổ bởi vì con cái của họ. Người mẹ đã phải chăm sóc cho đứa con trai út của mình và đứa con trai này nó bị vấn đề về tâm trí. Nó không có được bình thường như người ta và gia đình nghi rằng là chắc có ma quỷ tà ma áp chế cái đứa này, cho nên là nó la hét thậm chí đánh đập cha mẹ của mình và người mẹ vô cùng khổ tâm. Đi thầy bà mà không hết. Và thấy là biết đến hội thánh của Chúa và đã đến hội thánh cầu xe gần đây để mà nhờ được giúp đỡ và nhờ được cầu nguyện.
Cảm ơn Chúa là khi mà người mẹ này nhờ Chúa và cầu nguyện cho con của mình thì nó bắt đầu nó đỡ hơn. Nhưng mà để cho đứa con trai này được giải phóng đó quý vị, đó là một cái sự rất là khó khăn. Và chúng tôi đã phải cầu nguyện và tranh chiến. Đến một ngày nọ thì chúng tôi phát hiện ra được một nguyên nhân khiến cho đứa con này và cũng như là những đứa anh đó, nó cũng bị ở dưới cái sự cầm buộc của ma quỷ. Đó là bởi vì cớ trước đây người cha khi còn là một thanh niên đã từng hành hạ và đánh đập cha mẹ của mình rất là khủng khiếp. Hàng xóm nói lại với chúng tôi rằng là cái người này trước đây á là đã từng đánh đập cha mẹ của mình, hả, là dí cha mẹ của mình chạy lông vòng trong nhà vậy đó. Và khi mà người này lớn lên có vợ có con, và những đứa con trai của người này tổng cộng là 3 đứa, chúng nó cũng đều có những cái sự gọi là rất là ngỗ nghịch, ăn chơi đàn điếm rồi chơi đá ma túy đủ kiểu hết, đứa thì bị quỷ nhập. Chúng tôi nhìn vô trong gia đình thấy gia đình tan nát như vậy thì chúng tôi mới hiểu được một điều rằng là bởi vì cớ Đức Chúa Trời của chúng ta Ngài đấng công bình, có những điều chúng ta đã gieo trong quá khứ nhưng mà chúng ta trong hiện tại chưa giải quyết, chưa chịu ăn năn hạ mình để xin Chúa Ngài thương xót và thay đổi số phận của mình. Cho nên là bây giờ chúng ta có cầu nguyện gãy cả lưỡi đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được, chỉ trừ khi người cha đó chịu hạ mình xuống để mà ăn năn với Chúa thì Chúa mới thương xót cho gia đình của mình. Và chúng tôi vẫn đang chờ đợi người cha đó ăn năn và thay đổi. Thưa quý mài cha, gia đình nói rằng là chúng tôi người cao đài cho nên chúng tôi khó bỏ cái tôn giáo. Quý mài cha ơi, nếu mà văn hóa truyền thống của chúng ta mà không giúp được cho chúng ta để chúng ta được sống tốt hơn thì chúng ta giữ làm cái gì? Mà tin Chúa coi bộ như vậy mà tốt hơn, đúng không ạ? Tin Chúa không có một đứa con người tin lành nào mà chửi cha đánh mẹ cả. Mà chúng tôi chỉ thấy có những đứa con hư, có những đứa con hoang đàn, loạn nghịch. Tin Chúa thay đổi và cảm hóa, chúng ta trở thành những đứa con tốt hơn. Khi bất cứ một ai đó mở lòng mình ra để mời Chúa bước vào trong đời sống của mình thì tâm tính người đó sẽ được thay đổi. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta cần phải tránh xa tội bất hiếu cha mẹ. Bởi vì có thể trong hiện tại chúng ta không thấy, nhưng mà có thể trong tương lai con cháu của chúng ta nó sẽ đối xử một cách y như là chúng ta đã từng đối xử với cha mẹ ông bà của chúng ta. Người ta nói rằng là nhân nào quả đó, đúng không quý bà chị em? Trong Chúa mình có nhân quả không? À, quý vị nói, ôi trong Chúa mình không có tin nhân quả bên Phật giáo. Đúng, tôi không có tin vào trong nhân quả của Phật giáo, nhưng mà tôi tin vào trong luật gieo và gặt. Ở trong sách Galati đoạn số 5, chúng ta sẽ xem thấy điều này. Galati, và Galati đoạn số 6, câu số 8. Galati đoạn 6, câu 8. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự nát, xong kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Câu 7 chép rằng là chớ hề giấu mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Vậy thì chúng ta gieo có giống gì chúng ta sẽ gặt giống đó. Gieo hiếu thảo chúng ta sẽ gặt hiếu thảo. Gieo sự tôn kính cha mẹ thì chúng ta sẽ gặt lại sự tôn kính cha mẹ từ những đứa con của chúng ta. Cho nên tôi cầu nguyện xin Chúa thay đổi tấm lòng của tất cả chúng ta, thậm chí là ngay cả những anh chị em chúng ta đang theo dõi lời Chúa trên Internet. Chúng ta cũng sẽ được Chúa ngày thăm viếng tấm lòng của chúng ta. Có thể trong những ngày vừa qua chúng ta đã quên mất bổn phận và trách nhiệm của chúng ta để hỏi thăm hoặc là để bày tỏ ra sự hiếu kính của chúng ta đối với cha mẹ của mình. Nhưng mà nếu quý bà chị em muốn được phước theo lời của Chúa, tôi khích lệ quý bà chị em hãy quan tâm nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn. Và chúng ta thấy rằng cuộc đời rất là ngắn ngủi, quý bà chị em không có nhiều thời gian để chúng ta giận hờn sân si đâu. Nhưng mà chúng ta cần hãy tranh thủ thời gian để chúng ta yêu thương nhau, tranh thủ thời gian để hạnh phúc với nhau. Bởi vì nếu mà cha mẹ của chúng ta họ về với Chúa rồi thì lúc đó chúng ta có muốn quay trở lại với quá khứ chăng nữa thì chúng ta cũng không thể. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta cần hãy thay đổi đời sống của chúng ta để đời sống của chúng ta sẽ là một mùi thơm cho Đấng Christ. Những người xung quanh của chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta thật sự là những người còn có hiếu đối với là cha mẹ của mình. Nếu đời sống của chúng ta không thay đổi và chúng ta không có tôn kính cha mẹ của chúng ta, hàng xóm chung quanh chúng ta, họ gần nhà chúng ta, họ nói sao thằng này nó suốt ngày nó chửi cha mắng mẹ nó, thậm chí nó chửi ba nó ăn khùng nữa, sao bà điên quá vậy, nói cha mẹ mình như vậy. Thưa quý bà chị em, đó là một cái điều mà vô cùng sỉ nhục cho danh của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho con cái Chúa và tất cả những ai chúng ta nghe lời của Chúa buổi chiều nay, chúng ta sẽ có một sự ăn năn và thay đổi. Amen. Tôi không định tội anh chị em, nhưng mà tôi nói điều này trong tình yêu thương để chúng ta sẽ được phước của Chúa.
Nếu anh chị em muốn được phước và được sống lâu, anh chị em hãy hiếu thảo với cha mẹ của mình. À, có những người họ sống lâu trên đất này, họ nói, đó thấy chưa, tôi đâu có hiếu thảo với cha mẹ tôi đâu, tôi vẫn được sống lâu. Nhưng mà anh chị em ơi, hãy nhớ rằng là được phước và sống lâu, đó là cái phần thưởng. Không phải là sống lâu nha, nhưng mà được phước nữa. Sống lâu mà không được phước, sống lâu mà bị người này kia coi thường và sỉ nhục thì điều đó cũng chẳng có phước. Cho nên để chúng ta được sống lâu và được phước, quý mà chị em, chúng ta hãy hiếu thảo với cha mẹ của mình. Bởi vì khi đời sống của chúng ta có sự hiếu thảo với cha mẹ của mình thì Chúa sẽ tôn trọng chúng ta, Chúa sẽ ban phước chúng ta và những người khác xung quanh chúng ta cũng sẽ tôn trọng đối với chúng ta nữa. Ở trong sách Timothée thứ nhất đoạn 5 câu 8 chép rằng là ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người cho bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Vậy thì là cái đồng nhân chúng ta cần phải chăm sóc đến gia đình của chúng ta. Nếu ai vẫn còn cha còn mẹ, chúng ta hãy chăm sóc cho cha mẹ của chúng ta, phụng dưỡng cha mẹ của chúng ta để Chúa của chúng ta được vinh hiển qua sự hiếu thảo của chúng ta. Và điều cuối cùng mà tôi chia sẻ cho quý mà cho em đó là mỗi người chúng ta cũng đều là những người con bất hiếu với Đức Chúa Trời là cha của chúng ta trước đây. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài là đấng đã dựng nên muôn loài vạn vật, Ngài là cha của mọi người. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 có chép rằng là Ngài là cha của mọi người thế này. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 6, chỉ có một Đức Chúa Trời và một cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Vậy thì Đức Chúa Trời là cha của con người chúng ta. Ngài đã dựng nên Adam và Ngài đã từ đó khiến cho con người chúng ta tràn ra khắp cả đất. Vậy thì Ngài chính là người cha, nguồn cội của nhân loại chúng ta. Và chúng ta cần phải hiếu kính đối với Chúa và thờ phượng Ngài, thưa quý mài cha. Nhưng mà tiếc thay, con người của chúng ta đã phạm tội và đã khước từ Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống của mình. Từ Adam cho đến thời Chúa Giê-xu, tất cả mọi người ở trên đất này đã chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Chỉ trừ ra dân Israel, họ có đức tin nơi Đức Chúa Trời thì Chúa chọn dân Israel là tuyển dân của Ngài mà thôi. Và tôi và chúng ta trước đây cũng vậy, khi chưa biết Chúa Jesus Christ, chúng ta cũng là những người con bạn nghịch, chúng ta là những người bất hiếu với Đức Chúa Trời. Giống như câu chuyện mà Chúa Jesus kể ở trong sách Luca đoạn số 15 á quý vị, nói về đứa con trai hoang đàn. Khi mà đứa con trai này nó có một cái một ý tưởng rất là lạ lùng, đó là đang yên đang lành muốn cha của mình phân chia tài sản để mà đi làm ăn phương xa. Nhưng mục đích chính của nó đó là nó muốn tiêu xài theo ý riêng của nó. Cha còn đang sống nhưng mà lại kêu cha chia gia tài cho mình thì đó là một cái điều rất là bất kính. Bởi vì cha đang sống mà xin chia gia tài tức là nói rằng là cha sắp chết rồi, cha chia gia tài cho tôi, đúng không? Mà quá bất hiếu rồi. Anh chị em có con mà con anh chị em kêu bây giờ cha mẹ chia gia tài cho con là quý vị cảm thấy không vui, đúng không? Thậm chí là nổi giận nữa. Vậy đó mà đứa con ở trong cái câu chuyện này đã làm như vậy, thưa quý mài cha. Nhưng mà người cha vì có yêu thương con mình sẵn sàng chia tài cho con. Và khi mà nó đi ăn chơi xa đọa rồi và nó mất hết tất cả tiền của nó, nó đi chăn heo nhưng mà không có gì để ăn nữa, lúc đó nó bắt đầu để nhớ về nhà cha của nó. Bây giờ ta sẽ phải trở về nhà cha ta và làm tối mò cho cha ta để có bánh ăn dư dật, chứ bây giờ không thôi ở đây là chết đói. Nhưng mà khi mà nó về đến nhà của nó, từ đằng xa thôi thì cha thấy và động lòng thương xót, chạy ra ôm và hôn nó, thưa quý mài cha. Đó là hình ảnh của Đức Chúa Trời đối với nhân loại của chúng ta. Cho dẫu con người chúng ta đã bất hiếu với Đức Chúa Trời, chúng ta đã chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, chúng ta đã không chịu thờ phượng Ngài, chúng ta thường hay nói rằng là lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi đầy, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Nhưng mà khi mà mưa xuống và trúng mùa thì chúng ta cúng cho ông thần nông, đúng không ạ? Chúng ta cúng cho ông thần nông chứ chúng ta không có thờ phượng ông trời. Rồi khi mà lâm nguy tuyệt vọng, chúng ta kêu trời, cái gì cũng kêu trời hết, ăn cơm của trời, uống nước của trời, lâm nguy tuyệt vọng kêu trời, cái gì cũng trời hết. Nhưng mà đến khi mà tai qua nạn khỏi thì nó là cảm ơn trời Phật, lôn Phật vô chứ không có để ông trời. Cúng cho ông Phật không à, chứ không có bày tỏ ra cái sự hiếu kính đối với lại Thượng Đế. Vậy thì chúng ta thấy rằng là con người của chúng ta có một cái gì đó rất là sai ở trong tâm linh của chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta ngày hôm nay được sự cứu rỗi, đó là nhờ lòng thương xót của Chúa. Chúa đã tha thứ cho chúng ta và chúng ta được trở lại phục hòa với Đức Chúa Trời.
Và anh chị em ơi, chúng ta hãy tiếp tục chúng ta yêu mến Chúa và giữ theo các điều răn của Chúa để chúng ta thực sự trở thành những người con hiếu kính của Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen không anh chị em? Và Chúa nói rằng là hãy đi dạy dỗ cho muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà phép tên cho họ và dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho người. Đó là lời mà Chúa Giêsu ngài căn dặn chúng ta trước khi mà ngài về trời. Vậy thì là những người con yêu dấu của Chúa, những người yêu mến Chúa, chúng ta hãy luôn luôn để chúng ta đi làm chứng và đem nhiều người khác trở lại với Chúa. Còn nhiều người con đang bất hiếu với Đức Chúa Trời ở ngoài kia và họ đang chờ chúng ta làm chứng về Chúa cho họ được biết đến ngài. Nếu anh chị em nào chúng ta nghe lời Chúa ở trên mạng mà chúng ta muốn tiếp nhận Chúa thì anh chị em hãy tìm đến hội thánh Tin Lành gần nơi chúng ta ở nhất để chúng ta được sự hướng dẫn từ những mục sư và cũng như những con cái Chúa tại hội thánh đó, để chúng ta trở thành những đứa con được phước của Chúa và không còn ở dưới cái sự định tội của luật pháp của Chúa. Và lời của Chúa buổi chiều nay nói với chúng ta nếu hiếu thảo chúng ta sẽ được phước và được sống lâu. Nhưng nếu chúng ta bất kính với cha mẹ của chúng ta thì tai họa luôn rình rập đời sống của chúng ta. Và Đức Chúa Trời không muốn chúng ta phải bị tai họa. Chúa muốn cho chúng ta được phước và được trở thành những người công dân ưu tú của nước Đức Chúa Trời. Amen. Và xin Chúa ban phước cho quý vị. Và xin mời quý vị cùng như đứng lên và chúng ta sẽ cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Lạy Chúa dấu chúng con. Cảm ơn Chúa bởi vì lời của Chúa buổi chiều nay nhắc nhở mọi người chúng con ở trong nhà của Chúa rằng chúng con đã tin Chúa rồi thì chúng con cần phải giữ sự hiếu thảo, hiếu kính đối với cha mẹ của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con nếu có bất cứ một sự sai trật nào ở trong suy nghĩ, ở trong thái độ, trong lời nói, trong việc làm của chúng con đã sai đối với cha mẹ của chúng con. Xin Chúa tha thứ để chúng con buổi chiều nay qua lời của Chúa chúng con một lần nữa trỗi dậy ở trong sự thương xót của ngài, để chúng con trở lại làm đúng theo lời của Chúa, hầu cho đời sống của chúng con, gia đình của chúng con cháu của chúng con sẽ được phước. Và Chúa ơi, chúng con bẻ gãy tất cả những sự rủa xả ở trên đời sống của chúng con do những tội lỗi, nhất là những tội liên quan đến bất hiếu trước đây. Xin huyết Chúa Jesus tẩy sạch chúng con và giải phóng chúng con ra khỏi tất cả những cái sự nổi loạn cũng như những sự bất kính, những sự kiêu ngạo, những sự phản loạn ở trong đời sống của chúng con đối với cha mẹ của mình. Xin Chúa thương xót và giải cứu chúng con ra khỏi tất cả những hậu quả của tội lỗi, hầu cho chúng con được sống lâu trên đất này và chúng con sẽ được phước. Còn cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho mọi việc tay chúng con làm sẽ được thành công, được phước hạnh. Và chúng con sẽ là dòng dõi được phước của Chúa ở trên đất này, Chúa ơi. Chúng con không phải là những dòng dõi bị rủa xả, chúng con không phải là những dòng dõi của cha, của những người bất kính với cha mẹ của mình, nhưng mà chúng con sẽ là những gia phết của Chúa. Chúng con sẽ là những người được chỗ danh ở trên đất này và dòng dõi của chúng con sẽ được phước. Còn cảm ơn Chúa rất nhiều. Ngợi khen Chúa Giêsu chúng con xin dâng tất cả quyến bài cho em con, dân sự của Chúa buổi chiều nay ở trong sự ban phước của ngài. Xin Chúa gìn giữ gia đình của chúng con, hôn nhân của chúng con cái của chúng con luôn ở trong đường lối kính sợ Chúa và yêu mến ngài từ nay cho đến ngày mà ngài trở lại. Còn cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.